Dạ, con chào chú. Con tên Trần Thị Phi Phụng, hiện cư ngụ ở quận 3. Xin chú trả lời giúp con một số câu hỏi. Câu thứ nhất, thưa chú, người tu giải thoát mà không giải thoát được thì người này có trở lại họ tộc được không, thưa chú? Cái này cũng tùy theo. Nếu mà con tu giải thoát mà con đừng làm cái gì á, đừng cái gì nó vướng nhân quả của thế gian thì con trả lại họ tộc được. Còn nếu mà con tu mà con vướng về nhân quả thì con phải theo cái nhân quả, con không trở lại họ tộc được. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ hai ạ. Thưa chú, tại sao người tu theo quy luật vật lý mà không chứng đắc có trở lại dòng họ được không, thưa chú? Phần này nó cũng vậy, con tu gì tu mà con đừng có gieo nhân quả với ai thì con lại họ tộc được. Ví dụ con tu con lường gạt người ta thì con phải làm quả báo, con tu mà con hại người ta đó thì con xuống địa ngục, làm sao trả lại họ tộc được, thấy không? Con cũng phải hiểu cái thế giới này gọi thế giới nhân quả, con làm gì thì có cái quả nấy. Con tu hay là không tu gì mà con đừng có làm gieo nhân quả thì con trở lại họ tộc được. Ví dụ con tu, con vô chùa con tu, con cứ lại Phật hoài đi, không ai nói gì, con cứ rảnh là con lại, rồi con tụng kinh, con tụng hoài, không đừng đừng có đi lừa người ta vậy đó, thì trở lại họ tộc. Trở lại họ tộc đó, rồi chết đi sống lại tu tiếp, tu 10 lần vô số kiếp nó cũng con là con thôi, chứ không có được thành cái gì trời trời. Nhớ là không có đưa lừa người ta xuống địa ngục 18.000 năm á, thấy không? Còn làm qua báo mấy tỷ năm mà chúng ít đâu. Giờ con suy nghĩ thì làm sao trả lại. Muốn trả lại phải trả hết nợ mới trả được. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Dạ, câu hỏi thứ ba. Thưa chú, người tu theo quy luật vật lý mà không trở lại làm người được, thì người này sau khi chết sẽ đi về đâu, thưa chú? Đi theo nghiệp của người ta chứ biết đi đâu. Ví dụ con mà con tu bất cứ cái gì con làm cái gì mà con đi theo con tạo cái nghiệp, con biết theo cái nghiệp, không không trả lời họ tộc nữa đâu. Tu ở thế gian này do con người không tu cũng vậy này, mà con đi làm ác thì con cũng phải xuống địa ngục, mà cái ông mà tu làm ác đó, thì nó nặng hơn vậy thôi. Giống như thế gian mà một người dân thường phạm pháp thì tòa xử 5 năm, mà một cái anh công chức phạm pháp 10 năm. Tại ông biết luật mà ông kêu phạm luật thì ông phải nặng hơn, có vậy thôi. Thế gian bởi vì nói là dương gian âm phủ đồng nhất lý, trên trời cũng vậy, dưới đất cũng vậy, dưới địa ngục nó cũng vậy, đâu nó cũng phải có quy luật của nó hết, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn. Dạ, câu hỏi thứ tư. Thưa chú, Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam ra đời để dạy gì, thưa chú ạ? Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam ra đời để dạy con người biết sự thật trái đất này. Sự thật hiển linh ở trái đất này là cái gì? Sự thật các tôn giáo là gì? Thấy không? Sự thật phước đức ác đức và công đức như thế nào? Nó là vậy đó. Đạo Phật Khoa học Thiền Tông, bởi vì nó xen vô chữ khoa học, chữ đạo Phật là cái đạo trùm khắp, khoa học là nó trưng bày một cách rõ ràng chứ không ấy, gọi là đạo Phật khoa học là cái chỗ đó đó. Bởi vì người ta nói là Phật là trùm khắp mọi nơi là cái chỗ này, thấy không? Ổng trùm khắp mọi nơi mà ổng phải giác ngộ là ổng biết hết mọi nơi đó. Mình phải hiểu cái đạo Phật nó quan trọng nhất, cái hai chữ Phật. Phật là trùm khắp mọi nơi, bốn tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Bởi vậy thành mình đi đâu tánh thấy nghe nó biết, nó phải theo mình chứ nó không ở nhà được, thấy không? Nên phải hiểu cái đạo Phật là cái đạo trùm khắp mọi nơi. Còn thí dụ đạo thánh là chỉ trong phạm vi của thánh, đạo thần phạm vi của thần, rồi đạo mẫu thì trong phạm vi của mẫu thôi, chứ nó không đi trùm khắp được cái đạo Phật đó. Mình phải hiểu cái đạo Phật đặc biệt hơn ta. Bây giờ nếu mà giải thích cái đạo Phật rồi thì nó rất hay, mà nó bằng khoa học luôn. Bởi vì đạo Phật tại sao ngày xưa ta không dám nói khoa học mà bây giờ mới trưng bày ra chữ bằng khoa học, là vì tới thời buổi văn minh rồi nó phải nói bằng khoa học để chi, để nó không tuột hậu. Nếu mà đạo đạo nào mà không nói bằng khoa học sẽ tuột hậu. Vì thế mà trong dân gian có nói câu nè,
khoa học càng tiến, tôn giáo càng lùi. Tiến khoa học đi trước, tôn giáo đi chạy sau. Hồi xưa là tôn giáo đi trước, khoa học đi sau. Bây giờ nó là khoa học đi trước, tôn giáo đi sau. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, câu hỏi thứ năm. Thưa chú, tánh Phật mượn thân và tánh người, không chịu tạo công đức, sao còn phá pháp môn thiền tông này, thưa chú? Cái phần này nó có hai cái lý do. Cái người mà tu mà phá cái thiền tông này là vì nó có cái kiến chấp. Là vì toàn ta kiến chấp hay đâu, ta học giỏi, ta tưởng là ta giỏi hơn cái thiền tông này, thì nó không tin, thì nó phá. Còn cái thứ hai nữa đó là nó bị ông Thánh nhập vô. Ông Thánh với cái ông này nó đấu kỵ nhau, giống như nước lửa đấu kỵ nhau. Vì thế nó phải phá cho cái thiền tông này được. Bởi vì khi mà công bố cái pháp môn thứ sáu này này, tất cả các thánh nghĩa là quy tụ lại để phá cho được cái pháp môn thiền tông này. Vì pháp môn thiền tông này nó còn sống là mấy ông Thánh không sống được. Ông Thánh là gì? Ông Thánh thì nhờ cái cúng đó, mà thiền tông nó ra để nó phá cái cúng, thì mấy ông bắt buộc phải phá triệt để, phá cái cúng này sao cho phá cái ông này để cái cúng nó tồn tại, thấy không? Nó vì thế mà người ta đi tu nó có hai cái dạng: một, vô để mà tìm cái đường giải thoát; hai, tìm cách để mà phá cái thiền tông này. Đó, cái bọn ta gọi là nội công ngoại kích á, thấy không? Giống như ngày xưa mà ta đánh lộn, ta nhập phe đấu nghịch để gì? Ta tìm tin tức, cái bọn nội gián á. Rồi người ngoài đánh vô, người đông đánh ra. Thì bởi vì thiền tông ra đời nó cũng vậy. Nó hai cái dạng: một dạng bằng sự thật để mà giải thoát, một dạng nó vô để nó tìm cách để nó tiêu diệt, nó phá cái này, đừng cho phát triển ra. Đó, nó có hai lý do đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi thứ sáu. Thưa chú, tánh Phật thật là sáng suốt, cớ sao không sai tánh người làm theo ý của tánh Phật được, thưa chú? Bây giờ nói tánh Phật sáng suốt thì thí dụ vậy còn mới dễ hiểu. Giống như cái bóng đèn sáng, cái bóng đèn nó sáng trưng gì. Nhưng mà bây giờ nó sáng nó không ý nghĩa vậy đó, nó chỉ biết vậy thôi. Bây giờ nói giờ cái ông đó đó, ông có 10, ông đó ông 13, 16 thứ cái kiến. Vô mượn ổng đi, vô mượn cái kẻ này để ông mang cái thân ổng để ông đi, ổng làm này làm kia được á. Nhưng mà khi mà con vô được rồi, 16 cái nó phủ con đó, con còn biết, con có nhìn thấy được bên ngoài sự thật không? Mà ổng nói, ổng bắt đầu ổng vẽ con á, ổng biểu thật con tham, con phải tham, thấy không? Con biểu con cái gì con phải làm cái đấy. Bởi vì ở trong này nó 16 cái lớp rồi, 16 cái lớp của tính người. Thọ, lấy cái gì cũng nhào vô, thì thấy cái gì thì ổng cũng lấy vô. Bởi vì nó thọ tưởng hành thức, thứ nhất mà ổng dùng cái ác của con rồi đó, thì thật, thì nó biểu con giết người là ổng nó cũng giết. Thế bởi vô 16 thứ cái tánh người thì khó mà thoát ra được. Vì thế mà khi mà ổng thành Phật rồi đó, ông Thích Ca ổng thành Phật rồi mới thốt câu đó. Từ hồi xưa tưởng đâu nó thiệt, à vậy nó không có thiệt. Bây giờ ổng phá được dở này ổng mới nhìn thấy. Vậy bởi ổng nói là nghiệp chướng bổn lây không, cái gì mà ngày xưa mình làm ở đây nó thực thật nó không có, nó chỉ là cái ảo bóng của thế giới vật lý này thôi, thấy không? Nó thì vì thế mà vô đây mang cái quy luật này thì không cách nào thoát ra được cái quy luật này được. Vì thế mà tánh người mượn cái gì phải là tánh người muốn cái gì, tánh Phật phải làm theo cái đấy. Vì mình đã tại mai mốt mà còn đọc được cái quyển giáo lý này đó, giữa đấu đáp giữa tánh Phật và ông thần chủ thế giới, muốn mượn ông thần chủ thế giới nó hết luôn cho nghe. Nó có ba cái lớp nói, mà ông thần chủ thế giới nói một kiểu, ông thần phụ tá nói một kiểu, ông thần thừa hành nói một kiểu. Đó, tánh Phật nó vậy đó, chịu vô rồi, ôi tôi sáng suốt mà tôi vô tôi điều khiển được. Ông nào cứ vô đi rồi điều khiển. Để gì vô rồi mới chịu bảy rồi mới chết thành ra. Thành đã mới có vụ là tánh Phật vô đây ít nhất phải là 10 tỷ năm mới ra. Thấy không? Mà cái đó là thường á. Còn nếu mà cái thứ mà đi phá nữa thôi, nó không phải 10 tỷ năm. Nó là 10 trái đất chứ không phải 10 tỷ năm. Một trái đất là 10, sống 10 tỷ năm. 10 trái đất là nhiêu? 10 lần cái tỷ năm á. 10 lần cái 10 tỷ năm á. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi.
Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, câu hỏi thứ bảy. Thưa chú, người tu thiền tông mà muốn trở về Phật giới chắc chắn 100% thì phải làm sao thưa chú? Muốn chắc chắn 100% về làm thì phải tuân thủ cái công thức của Đức Phật đã công bố ra. Mình cứ làm vậy. Tôi chỉ biết làm, tôi về, tạo công đức về, hoàn toàn trong thế gian này không tưởng. Không tưởng, không làm bất cứ gì thế gian này mà đi làm theo cái lập trình của Đức Phật đã làm xong. Còn cái làm đúng vậy là còn về, khỏi cần cầu xin ai hết á. Mà tốn tiền rất ít. Còn con mà con tưởng rồi ha, rồi con tốn tiền rất nhiều mà nhưng mà không ăn thua vậy. Bởi vì con tưởng, thí dụ con tưởng con làm này làm kia nó phải bỏ số tiền lớn ra con mới làm được. Còn nếu mà con đừng tưởng thì làm sao con có chuyện bỏ tiền lớn ra. Bây giờ con chỉ làm nhỏ mà cho trong sáng thì con sẽ về được. Đó. Nên nhớ rằng đừng tưởng vô đây rồi. Tạo công đức đừng tưởng nha. Nhớ đừng có tưởng. Tưởng là sai liền. Thì con sẽ về được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn chú. Dạ câu hỏi thứ 8. Thưa chú, sao con chưa từng nghe danh từ sáu bầu khí quyển sức hút của trái đất thưa chú? Sáu bầu khí quyển sức đất, trái đất này đã nằm ở trong quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tâm, nó nằm chích chương số 27, thấy không? Hôm trước là cái chương 24 công bố ra, giờ nó là chương 27, nó nằm ở trong cái sức hút này. Tất cả những người mà khi mà nghe hiểu được cái sức hút trái đất rồi mới hiểu được cái quy luật vật lý này. Còn nếu mà con không hiểu quy luật vật sức hút trái đất thì cái quy luật vật lý con không hiểu. Ha, vì thế mà tôn giáo nào mà đọc được quy luật sức hút vật lý rồi thì người ta tu rất đúng. Bất cứ tôn giáo nào, nếu mà anh hiểu sức hút vật lý rồi thì anh tu rất đúng. Còn không phải anh tu tưởng là nó sai. Ha, vì cái này nó nằm trong quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam. Cái quyển này nó chưa xuất bản được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi, con cảm ơn chú nhiều. Rồi cảm ơn con hỏi.